Rồi, hôm nay là hướng dẫn em giải đề thi kiểm tra cuối học kỳ 2 toán 8 năm 2023 thời gian 90 phút. Rồi, đề tham khảo số 9 nha. Hôm trước là chúng ta giải được 8 đề rồi, chúng ta ngưng thời gian đó. Hôm nay chúng ta quay lại giải đề tham khảo nha, tại vì đề 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 chính thức là chưa có. Nha. Cùng thành phố mình cũng có mấy cái bộ đề như nó ra nhưng mà thấy không có hay cho nên thầy sẽ soạn theo cái cách của thầy nha. Rồi. Rồi, ta sẽ đi vào phần trắc nghiệm trước. Rồi, trắc nghiệm trước. Câu 1. Đây như thế nào? Dựa vào bảng số liệu sau, hãy cho biết năm 2019. Năm 2019, ngành dệt may Việt Nam. Đó. Năm 2019 ngành dệt may Việt Nam đạt xuất khẩu kim ngạch là, mình coi vô cái cột năm 2019 á, đây thì ứng với ngành dệt may là 38,8 ha, 38,8 này không biết là cái gì, nó không có đơn vị luôn, không kệ đi ha, vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi, mình hiểu ha. Chúng ta đi vào câu 2. Cho hình vẽ độ dài cạnh EF là, tức là bây giờ mình test cái tam giác MNB. Có E là trung điểm của MN. Giả thuyết F là trung điểm của NB. Như vậy mình sẽ suy ra được EF là đường trung bình. EF là đường trung bình của tam giác. Là đường trung bình của tam giác MNB. Tức là ở đây chính là cái dấu hiệu nhận biết đường trung bình. Rồi suy ra EF sẽ bằng MN chia 2. Đúng không? MB chia 2 chứ. Đó, cái này là tính chất của đường trung bình. Rồi, đây là EF. Sẽ bằng 8 chia cho 2 là 4 cm. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. À. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu 3. Đường thẳng có hệ số B là, à, tức là cái đường thẳng này có hệ số A là bằng 5, A đứng trước x, B là bằng 1. Vậy hệ số B là mình sẽ chọn 1 là đáp án B. Rồi, ta đi vào câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số biểu thị quãng đường đi được của một chuyển động với vận tốc 50 km/h trong thời gian t giờ, tức là nó cho quãng đường là gì? Mình hiểu là quãng đường là vận tốc nhân thời gian. Vận tốc là 50, thời gian là t. Đó. Đó, tức là đơn vị là km. Thì mình chọn là 50 t là đáp án A. Chúng ta đi vào câu số 5. Dựa vào bảng thống kê số lượng học sinh từng lớp của khối 8 của một trường trung học cơ sở dự thi hết học kỳ 1 môn toán, số liệu của lớp nào không hợp lý? Sĩ số là 40, dự thi 40, lớp 8A, lớp B là 41, dự thi 40, được ít hơn một đứa. 8C mà sĩ số 40 mà dự thi 41 là vô lý. D là 39, dự thi 39 là đúng. Như vậy ta có là lớp 8C là không hợp lý vì số học sinh dự thi là luôn luôn phải nhỏ hơn sĩ số học sinh, nhỏ hơn bằng sĩ số học sinh, à, còn cái đó lớn hơn là sai.
Thì mình chọn lớp 8C là chọn câu C. Cái đề của thầy soạn là cái chương trình nó giao hưởng bởi ba bộ sách luôn, Cánh diều, Trăng trời sáng tạo với chi kết nối tri thức ha, tức là nó không thiên về một chương trình nhé, kết hợp cả ba chương trình luôn, tất cả những câu này là đều nằm trong giao hưởng cả ba chương trình luôn. Rồi nghiệm của phương trình này là thì ta giải phương trình này thôi, ta có rồi, mình chuyển qua 3x trừ 2x ha, chuyển ngược lại là 5 cộng 1, chuyển vế đổi dấu đó thì x sẽ bằng 6 đúng không, 3x trừ 2x là x, 5 cộng 1 là 6, thì mình kết luận và phương trình có nghiệm là x bằng 6, chọn đáp án B. Chúng ta đi vào câu số 7. Rồi, cho các hình sau, hình 2 đồng dạng của hình nào? Xem hình 2 là hình tròn thì đồng dạng của hình 4. Hình 2 đồng dạng của hình 4. Mình chọn đáp án là hình 4, là đáp án là C. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu số 8. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc một lần, kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện là mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm. Xét biến cố, mặt xuất hiện của con xúc xắc có số chấm là số lẻ. Thì xác suất biến cố đó là, thì mình hiểu nè, số số khả năng, số kết quả xảy ra mặt lẻ là 3, đúng không? Tức là mình gieo là 1, 3, 5 đó, thì tổng số kết quả xảy ra là 6. Đó, chị xác suất của biến cố này là lấy 3 chia cho 6 rồi lúc còn 1/2, nhưng mà ở đây nó có kết quả 3 chia 6 luôn, thì mình chọn 3 chia 6 thì đáp án là D. Chúng ta chọn, chúng ta đi vào câu số 9. Trong trò chơi tung một tung đồng xu, xác suất của biến cố mặt xuất hiện của đồng xu là mặt n bằng, tức là đồng xu thì nó có mặt ngửa và mặt sấp, n là mặt ngửa đúng không, vậy số kết quả, tức là số kết quả xảy ra mặt n là có 1 thôi đúng không, rồi tổng số kết quả là 2, tức là mặt n và mặt s là mặt sấp đó, vậy xác suất của biến cố là lấy 1 chia cho 2, nên chọn đáp án là D. Hiểu ha? Rồi, ta sẽ đi vào câu số 10. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau là sai. A sai nha. B. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng. Đúng. B là đúng. À, bởi vì bằng nhau thì những góc nó bằng nhau thì nó đồng dạng, hai tam giác bằng nhau thì không đồng dạng. C là sai. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng đó, vì B đúng. Câu D, hai tam giác cân luôn đồng dạng là sai. Cân thôi, nó có hai cạnh bằng nhau thôi. Đúng không? Chứ chưa chắc không, không có kết luận được ha. Vậy chúng ta chọn đáp án là B. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu số 11. Cho hình vẽ bên hình 3, hình vẽ bên đó, bỏ đi cái hình 3 này ha. Đây. Rồi, số 11, bỏ đi cái hình 3 nữa đi.
là về tại cái hình góc đó là hình ba cho nên thầy xóa đi ha, thầy không có để hình ba nữa. Rồi cho hình vẽ bên biết độ dài các đoạn thẳng trong hình vẽ có cùng đơn vị. Rồi khi đó x y nhiêu thì mình hiểu không, nó có là AD là phân giác của góc BAC giả thiết. Đó, mình dùng là dưới trái BD chia CD và AB chia AC, đó là tính chất phân giác. BD là x, CD là y, AB là 3,5, AC là 7,5. Rồi mình lấy 3,5 chia cho 7,5. Bằng 7 phần 15. Thì mình sẽ chọn đáp án là C. Ta đi vào câu số 12. Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên một bút từ hộp, thêm màu rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần, ta được kết quả như sau. Đó, xanh 14 ha, vàng và đỏ. Ở đây xác thức thực nghiệm của sự kiện không lấy được màu vàng là chốt kết quả là không lấy được màu vàng thì lấy được màu xanh là đỏ đó, tức là 14 cộng 16 là bằng 30. Tổng số kết quả là 40. Vì xác suất thực nghiệm không lấy được màu vàng là mình lấy 30 chia cho 40 là bằng 3 phần 4 là 0,75. Vậy mình sẽ chọn đáp án là C. Rồi, ta hoàn thành trắc nghiệm ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tự luận. Rồi, đi vào câu A trước. Câu A như thế nào? Cho hàm số y bằng 3x. Cái này để câu này đây đi ha. Để cho mình dễ hiểu. Cho hàm số y bằng 3x trừ 1 có đồ thị là đường thẳng D. Nó kêu là xác định hệ số góc của đường thẳng D. Góc tạo bởi OX, D và OX là góc nhọn hay góc tù. Nếu mà A dương là nó là góc nhọn, A âm là nó là góc tù. Hiểu ha? Chúng ta hiểu nè. Nó có là hệ số góc của đường thẳng D là A bằng 3 là đứng trước X. Vì A bằng 3 dương nên góc tạo bởi đường thẳng D và trục X là góc nhọn nhé. Âm phải là góc tù. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu A. Bây giờ ta sẽ đi vào câu B. B là như thế nào? Đó, cho đường thẳng D phẩy, cái này là đường thẳng D phẩy nha. Rồi, y bằng AX cộng B xác định giá trị của A để đường thẳng D phẩy song song với D. Song song với D thì A này nè. Hiểu không? Nó sẽ bằng A của hàng đường thẳng D, hệ số góc của đường thẳng D. Đúng không? Đó, nên nó bị trùng chữ A. Nên. Rồi, và B phải khác B, tức là hai phải khác trừ một. Đó là để nè. Đã để đường thẳng D phải song song với D. Song song với đường thẳng D. À, thì khi là A của hệ số góc á, A của D phải á, tức là hệ số góc này là của D, A của D nhé, bằng A của D. Và B của D phải á, phải khác B của D. Chứ còn bằng nhau thì nó sẽ trùng nhau, hiểu không? Đó, phải khác nha. Khác B của D.
từ đó mình suy ra A của được phải là A, còn A của D là 3, B của được phải là 2, đúng không? B của được phải là 2, B có phải là trừ 1. Rồi vậy A bằng 3, 2 cách trừ 1 này thỏa thôi. Vậy mình chỉ lấy A bằng 3 thôi. Vậy A bằng 3 nên. Rồi, tôi sẽ đi vào câu C. C là vẽ đồ thị D. D đồ thị hàm số y bằng 3x trừ 1. Tức là để vẽ được đồ thị này thì mấy bạn phải chọn, hiểu ha? Phải chọn. Rồi. Chọn x bằng 0. Thay, mình thay đi. Thay x bằng 0 vào D. Vào D ha. D là y bằng 3x trừ 1 ta được. Y bằng 3 nhân 0 trừ 1. Thì là y bằng trừ 1. Thì suy ra cái điểm. Điểm là suy ra điểm 0 trừ 1 thuộc D. Rồi thay y bằng 0 vào D, y bằng 3x trừ 1 ta được. Đi ra cái điểm này nè, 0 1 thuộc D. Rồi ta được là 0 bằng 3x trừ 1 chuyển qua là 3x bằng 0 cộng 1 bằng 1, ta x cho bằng 1 3. Đó, thì mình suy ra cái điểm đó là 1 phần 3 với 0 là thuộc D. Rồi thì cái đường đồ thị hàm số đó, đồ thị hàm số y bằng 3x trừ 1 đây đó là đường thẳng đi qua hai điểm 0 trừ 1 và 1 phần 3 không. Rồi mình sẽ vẽ cái đồ thị này ra nên 0 trừ 1 trừ 1 bằng 0. Rồi mình có thể đặt là AB cũng được, hay là điểm A đi, hay là điểm B đi. Rồi AB, A là 0 trừ 1 đúng không? 0 trừ 1 nó nằm đây. Ví dụ 0 trừ 1, ví dụ đây đi ha. Rồi, A nằm đó. 0 trừ 1. Vậy đây là trừ 1. Rồi, điểm thứ hai đó là 1 phần 3 0. 3 0 ở đây. 3 không là điểm B đây. Ở con đường thẳng mình đã đi qua hai điểm này đây. Để nếu và để cho nó dễ nhận, hiểu không? Rồi thì mình rút ngắn lại cho nó đẹp cái đồ thị, đừng có để dài ngắn gì thôi ha. AB. Đó là chúng ta hoàn thành được câu 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 2. Giải các phương trình sau. Rồi, nó có hai câu A, B. Để ta đi vào câu A trước. Ta đi vào câu A trước. Thì ở đây, chuyển qua 5x trừ 3x, chuyển ngược lại là trừ 4, trừ 10. 5x trừ 3x là 2x, trừ 4 trừ 10 là trừ 14. X sẽ bằng là trừ 14 chia 2. X sẽ bằng là trừ 7.
vậy nghiệm của phương trình là x bằng trừ 7. Rồi là chúng ta hoàn thành câu A. Chúng ta đi vào câu B. Ở đây chúng ta quy đầu mẫu chung là 15, thì đây là nhân 3. 2 5 15, đây nhân 5. Đây là công nhân. Rồi chúng ta bỏ mẫu đi. À, con mẫu đi. Rồi ta nhân vô 3x trừ 6 cộng 5x bằng 6x cộng 8, ta chuyển nhân về 3x cộng 5x trừ 6x còn 8, chuyển ngược lại trừ 6 thành cộng 6. 3x cộng 5x là 8x trừ 6x là 2x. 8 cộng 6 là 14. Chỉ tìm x, chúng ta sẽ lấy là 14 chia cho 2. X sẽ là bằng 7. Chúng ta kết luận. Vậy phương trình có nghiệm là x bằng 7. Rồi là chúng ta hoàn thành câu B. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu bài 3. Bài 3 này là liên quan tới phương trình, giải bài toán một cách lập phương trình. Một người đi ô tô từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang. Lúc đi, người ấy đi với vận tốc là 50 km/h. Khi về, người đó đi theo con đường khác ngắn hơn 30 km. À, vận tốc lúc về lớn hơn hơn vận tốc lúc đi là 10 km, nên thời gian về thích hơn thời gian đi là 1 giờ 45 phút. Thì cái phương trình nó nằm ở cái thời gian này. Rồi tính quãng đường lúc đi. Vậy mình sẽ gọi x là quãng đường lúc đi. À, phương trình theo thời gian đó. Rồi x km là quãng đường. Quãng đường lúc đi. X là dương. Đúng không? Quãng đường lúc về ngắn hơn quãng đường lúc đi là 30, thì đúng ra là x phải sao, phải lớn 30. À, tại vì nếu mà nhỏ 30 thì cái kia ngắn 30 là 5 cũng được. À, vậy mình hiểu không? Quãng đường lúc về là x trừ 30 km, ngắn hơn đúng không, cho nên x lớn 30, hiểu chưa? Để cái này nó dương nè. Rồi tức là bây giờ mình có là lúc đi người ấy đi với vận tốc là như đây, thì mình tìm cái thời gian lúc đi, thời gian với quãng đường chia vận tốc, đó là x chia cho 50. Giờ hiểu không? Đấy. Rồi thời gian lúc về, thời gian lúc về là vận tốc lúc về lớn hơn vận tốc lúc đi là 10, cho nên mình tính là vận tốc lúc về trước. Vận tốc lúc về là vận tốc lúc đi là 50 đúng không? À, lúc về lớn hơn là 50 cộng 10 là 80 km/h. À, thì thời gian lúc về là đó là sao? Lấy quãng đường là x trừ 30 chia cho vận tốc là 60. Đấy, thời gian một quãng đường chia cho vận tốc, đơn vị là giờ. Rồi chúng ta đổi ra 1 giờ 45 phút. 1 giờ 45 phút nó sẽ bằng là 1 cộng 45 bằng 60 giờ. 1 cộng 45 bằng 60 nhé. Đấy, bấm máy ra luôn. 1 cộng 45 bằng 60. Rồi 7 phần 4 giờ. Chưa? Rồi 7 phần 4 giờ. Vì đó, chúng ta có phương trình nè. Vì thời gian về cái này, thì thời gian về ít hơn thời gian đi là 1 giờ 45 phút. Nên ta có phương trình thời gian về ít hơn thời gian đi đúng không? Như vậy mình sẽ lấy thời gian đi trừ thời gian về x bằng 50 trừ x trừ 30 bằng 60.
phần 7 phần 4 đó. Nó nói là thời gian về ít hơn thời gian đi, thì thời gian đi nhiều hơn về, cho nên phải trừ đấy, nhiều trừ ít ha. Đó rồi mình quy đồng một số chung đây là 300, vậy mình sẽ nhân đây cho 6 x bằng 300, mình cho 5 x trừ 30 bằng 300. Mình muốn biết đây nhân mấy thì bây giờ mình sẽ lấy 300 chia cho cái mẫu là 4, nó ra là 75 đúng không? Vậy mình sẽ lấy 7 x 75 tương tự là bằng 525 bằng 300. Rồi chúng ta bỏ mẫu đi, 6x trừ 5x trừ 30 525, ta nhân vô 6x trừ 5x trừ 5 nhân trừ 30 thành là 300, 525. Vậy đây là x cộng 300 bằng 525, x bằng 525 trừ 300 x bằng 225, bỏ x lớn 30. Rồi vậy chúng ta kết luận nên vậy quãng đường lúc đi, quãng đường lúc đi dài 225 km. Rồi chúng ta hoàn thành được câu 3. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu số 4. Số 4 nào. Tính chiều dài khúc sông AB, đoạn AB nè, trong hình vẽ sau, kết quả làm tròn đến chỉ số thập phân. Thứ nhất, một là bạn dùng ta lét, hai là bạn dùng đồng dạng, dùng ta lét đi cho nó nhanh ha. À, thế tam giác ABC có D thuộc tia BC, E thuộc tia AC, được chưa? Rồi DE song song, không dùng đồng dạng nhanh hơn. À, rồi xét hai tam giác nè là ABC và EDC, EDC có à, EDC hai góc vuông và hai góc đối đỉnh. À, cái góc ABC đó, góc vuông đó, nó sẽ bằng cái góc vuông bên kia, đó là EDC, EDC đối đỉnh. Rồi chúng ta sẽ có góc là ACB, ACB sẽ bằng cái góc là ECD, đó là đối đỉnh. Không ăn cái này là 90 độ nha. Giả thiết bạn này mới là đối đỉnh. Rồi vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp là góc góc, đúng không? Tam giác này sẽ đồng dạng theo mặt góc góc. Rồi chúng ta sẽ suy ra cận tỷ lệ đây, AB chia cho ED. À, dùng cái cạnh có độ dài nha, BC chia cho CD đó là cùng bằng tỷ số đồng dạng, cùng bằng tỷ số đồng dạng K ha. Thì chúng ta rút ra được AB, lấy BC nhân ED chia cho CD, BC là 79,6, ED là 18,6, CD là 34,2. Rồi tính ra 79,6 nhân 18,6 chia 34,2 bằng, à, làm tròn kết quả đó, chỉ số thập phân thứ nhất là 43,29 đó là 43,3, 43,3. Rồi thì mình sẽ kết luận
Vậy chiều dài khúc song AB sắp xỉ 43,3 mét. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 4. Hiểu ha? Bây giờ ta đi vào câu 5. Năm như thế nào? Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất liên tiếp 3 lần, xác suất của biến cố sau mặt sắp xuất hiện ít nhất một lần. Tức là mình hiểu như thế nào? Tức là gieo 3 lần đúng không? Gieo 3 lần thì các kết quả có thể xảy ra nè. Xảy ra đó là gì? Mình hiểu là sắp với ngửa rồi đúng không? Sắp 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 đó, sắp 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 được chưa, hoặc là sắp sắp ngửa đó, hoặc là sắp ngửa là sắp ngửa sắp đúng không, sắp 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 3 lần rồi đúng không, sắp 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 ngửa, sắp ngửa sắp. Bây giờ làm sao em? Rồi như vậy để cho chuẩn á là mình sẽ làm gì nè, mình sẽ lập bảng rồi đó, lập bảng đi em. Lập bảng mà 3 lần thì 3 lần, 3 lần thì cũng rất là khó lập. Thôi ấy lại gì đi nha, dùm coi nha, sắp 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 đúng không? Đấy, hai cái sắp ngửa sắp, tức là nó sẽ có 6 kết quả các bạn, 2 x 2 x 2 sắp ngửa sắp ngửa sắp 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 ngửa sắp ngửa sắp rồi ngửa, tức là có 2 chữ S đúng không, 3 chữ S với 2 chữ S đó. Ngửa sắp sắp rồi sau đó là gì, 1 chữ S này đúng không, rồi sắp ngửa ngửa đó, rồi sắp ngửa ngửa, rồi tiếp theo cho nữa, ngửa sắp ngửa. À, rồi cuối cùng là ngửa ngửa ngửa. Rồi suy ra tổng số kết quả có thể xảy ra là 6 đúng không? Rồi tiếp theo là yêu cầu là mặt sắp xuất hiện ít nhất một lần. Đó. À, các kết quả mặt sắp, xuất hiện ít nhất một lần, tức là có thể một lần hoặc là 2 lần. À, đó là tới đây đúng không, ít nhất một lần, hoặc là 2 lần, rồi ý không, hoặc là 3 lần, mặt sắp xuất hiện ít nhất một lần, 3 lần đó, thì nó có chữ sắp trong đó là được. À, số kết quả của biến cố các kết quả đó, hiểu không, mặt sắp xuất hiện ít nhất một lần là 5, rồi xác suất trả lại theo đúng như nó đúng không, xác suất của biến cố này nè là mình lấy số kết quả xảy ra đó, chia cho tổng số kết quả là 5/6. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 5. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu 6. 6 như thế nào? Hình vẽ bên rồi mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia thành 6 phần bằng nhau. Đó, ghi các số 1, 2, 4, 5, 6. Rồi, chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa, quay đĩa tròn một lần, xác suất tính xác suất của biến cố chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số chia 5 dư 1, chia 5 mà dư 1 tức là số 1 hoặc số 6, bởi vì số 1 chia nó không chia được cho 5 cho nên nó phải là dư luôn, số 6 thì chia được cho 5 là dư 1 ha, tức là xác suất
Tức là mình hiểu không? 6 phần nó bằng nhau đúng không? Tổng số kết quả có thể xảy ra là 6. Đó. Số kết quả nha. À, số kết quả chia 5 dư 1 là 2. Cụ thể là gì? Là 1 và 6. Rồi xác suất của biến cố chia 5 dư 1 là lấy 2 chia 6, rút gọn 2 là 3. Hiểu không? Đấy. Rồi chúng ta hoàn thành xong câu 6. Bây giờ ta sẽ đi vào câu số 7. Rồi, số 7 như thế nào? Rồi, vậy này tôi sẽ vẽ hình đó ra và hình đó nha. Đấy. Rồi, cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao. Để coi có cái hình này không, thì để luôn cho nó nhanh. À, có luôn. Rồi, tam giác ABC vuông tại A. À. À, ABC vuông tại A. Có AH là đường cao. Rồi, qua C vẽ đường thẳng song song với AB. Cắt AH tại D. Qua C vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AH tại D. Chỉ này mình cho cao lên tí đi. Tại vì song song mà cắt AH nếu không vẽ cao rất là khó nhìn. Cái hình này thì vẽ ngược qua đây đi, nó sẽ dễ chịu hơn. Giờ thầy cho đây là B đi. À, đây là A, B nè. Hiểu không? Và thầy cho đây là C nè. À, qua C vẽ đường thẳng song song với AB. Cắt AH. Đó, mình kéo nó qua. Đúng không? Song song. Cắt AH. Hai này song song cho nên là cho màu xanh thì mấy em vậy nhớ nha. Rồi. Các A tại D. Rồi chứng minh tam giác ABC đồng dạng với HPA. Quá dễ, cao giác vuông có góc B là góc chung. Rồi AC bình, rút AC bình bằng AB nhân AD, AB nhân AD, AC bình rồi bằng AB nhân với AD, DC chứ. Rồi AC bình. Rồi mình sử dụng thêm tà lét mới ra ha. Đúng không? ABC HPA. Đấy. Thì sau đó chúng ta dùng cái gì? Dùng đối định đúng không? Để chúng ta dùng là AB nhân với CDC bằng AC bình. DC AC bình đúng không? Rồi AC bình bằng AB nhân với DC, AB nhân với DC, hai này nhân nhau.
Rồi bây giờ mình vô mình làm đi ha, rồi mình sẽ biết nha. Rồi cách làm thế nào. Rồi giờ mình xem nhé. Rồi ta có nè, tam giác ABC vuông tại A, đó là giả thiết. Mình suy ra được cái góc là BAC là 90 độ. Đó, BAC là 90 độ. Rồi bây giờ mình chứng minh góc HBHC, BHA cũng là 90 độ. Để có AH là đường cao của tam giác ABC. Giả thiết thì mình suy ra AH sẽ vuông góc ABC, đó là tính chất. Rồi rút ngắn lại là AH sẽ vuông góc với HB. BH vì H thuộc BC. Rồi mình sẽ suy ra cái góc tương ứng nha. Ở đây là BAH là giữa đầu cuối, thì đây phải là BHA mới giữa đầu cuối được. BHA. Đó. Rồi sau đó mình sẽ xét hai cái tam giác đó, ABC và HBA. Xét hai tam giác này nha. Có. Đó. Hai góc này nó bằng nhau. Đúng không? Đó là cùng bằng 90 độ, chứng minh trên. À, mình sẽ dùng góc chung. Góc chung là góc B. Thì góc B bên tam giác này đó là ABC. B bên tam giác kia đó là HBA. Này là góc chung. Rồi. Như vậy mình sẽ suy ra được hai tam giác này sẽ đồng dạng hai trường hợp là góc góc. Góc góc. Rồi, góc góc để mình suy ra xong rồi ha, nhất. Rồi, cái gì nó có liên quan hay không? À, chúng ta nghĩ nó có liên quan không? Chắc là có, liên quan chữ AC này. Vậy mình rút AC ra, hồi bên kia mình sẽ dùng thêm một cái ta led, mình rút AC ra mình nhân lại đó. À, ở đây dùng AC. Và mình ta led thì phải liên quan đến BH với CH đó. Cho nên AC mình phải chia cho AH. Thấy chưa? Đó. Rồi, muốn liên quan đến nữa đó là AB, đúng không? AB thì mình phải chia cho là BH. À, CH. Mình rút ra gì? AC thì mình phải chia cho AH. Rồi, ở đây là rút ra là AB phải chia cho BH. B hay là BH đi ha. BH đi. À. Thì đây mình rút ra AC này. AC. A mình chia cho AB. Mình dục lên. À, AC chia B dục lên. Đó là AH chia cho BH. Đấy, AH chia cho BH. AC. Rồi. Đúng không? Coi cái câu này nè. Để coi cái đề gốc ở lại nha. Rồi nó giống hay không cái nè. Rồi mình sẽ đi tiếp. Khi ta đánh máy bị nhầm. AC bình bằng A, B DC. Đúng rồi, ABC, HA, đúng rồi nè. Không có gì sai nhé. Rồi, câu A là hợp lý. Rồi. Tức là ở đây mình sẽ rút ra AC thôi.
đúng không? AC sẽ lấy lại AB nhân cho AH chia cho B, đó là số 1 đi. Rồi sau đó mình cũng tìm ra CD thì mình sẽ dùng Etalet CD và mình tìm ra AC. AC rồi đúng không? Song song nếu CD cho AB thì sẽ bằng là CH chia cho BH. CH chia cho BH. CH chia cho BH. CH chia cho BH. Cái bằng này chia này. Rồi, mình sẽ rút ra được AC bình, nếu dùng AC bình là bằng AH nhân AD. Cái bài nó liên quan đến AC, AC chia B nè, BC, DC chia cho AC, DC chia cho AC, DC chia cho AC. DC AC. Rồi ở đây mình sẽ rút ra này là AB AC chia AB, tức là này AC nhân AC hiểu không? Rút ra AC chia AB. AC chia AB. Sẽ bằng là AH chia BH. AH chia BH. Rồi mình sẽ dùng hai tam giác lòng dạng này. Là bài này hơi khó nha, tức là hai người song song cũng dùng Talet, Talet nó chính cái kia cũng dùng được. Đó, dùng hai giá đồng dạng để gì, cái gì AC chia AB là mình chụp gọi là DC chia cho AC, thì buộc là mình phải dùng những cái tam giác nào có những cái cặp cạnh đó đó, nó hai này song song, hiện này vuông hiện kia vuông đúng không, cho nên ở đây này vuông hiện kia vuông, cho nên này vuông, và do hồi nãy hai cái tam giác nó đồng dạng với nhau các bạn, do hai tam giác nó đồng dạng với nhau cho nên hai góc tương ứng nó bằng nhau, HAB là góc này, còn ABC, ABC, HAB, rồi HAB, HAB là góc A, HAB là góc này đúng không? Rồi nó bằng góc này. Tại sao hai góc này bằng nhau? Bạn biết tại sao hai góc này bằng nhau không? Bởi vì hai góc này đều cộng với góc B là 90 độ. Đấy. A góc B cộng góc C trên này là đều 90. Đó, cho nên hai giác này nè đồng dạng với nhau theo trường hợp đó là ở đây mình sẽ là AC chia cho AB thì mình phải cần bằng đó là DC chia AC, DC chia AC là bằng AH chia BH đúng rồi. Rồi hợp lý. Cái này khó nha, cái gì chứ không dễ con này nha. Rồi, câu này là câu 2. Rồi, bây giờ mình có nè. Ta có AB vuông với AC đúng không? Ta có tam giác ABC vuông với A. Giả thiết. Rồi, mình suy ra AB vuông với AC. Rồi mình sẽ có cái gì?
AB vuông AC đó, chứng minh trên CD song song với AB. Giả thiết rồi thì chúng ta sẽ suy ra được cái gì? Suy ra được đó là CD sẽ vuông với AC đó. Cái này là dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng vuông góc. Rồi thì mình sẽ suy ra được cái tam giác ACD vuông tại C. Hay là mình suy ra cái góc đi. Cái góc 90. Góc ACD là 90. ACD là 90. Rồi, nãy chúng ta có là AH vuông góc với BC. Rút ngắn là vuông góc với BH. Đúng không? Là BHA. Cái này là AC, BHA là 90 rồi, có BHA 90 rồi. Vậy chúng ta chỉ cần chứng minh hai góc bằng nhau nữa là xong. Rồi ta có cái gì đây? Ta có góc ABC. Ta có cái góc nè. C, A, C, A, H. C, A. Còn với H, A, C. HAC là bằng là BAC đúng chưa? Đó, bằng BAC. Rồi chúng ta thay vô CH để lại, còn HAC để lại, BAC là 90. Đó, BAC là 90 đây, là chứng minh trên. Vậy chúng ta suy ra CAH. CH bằng 90 đó, trừ HAC. Và chúng ta kéo CH kéo dài ra là CAD. Vì H thuộc AD. Rồi. Tiếp theo là chúng ta có chúng ta xét cái tam giác cái tam giác là AHC AHB có tổng ba góc là 180 được chưa? Vậy cái này ta đọc là CAD, thì đây chúng ta sẽ đọc là HBA HBA cộng với HAC không, cộng với gì, cái này là HAB chứ đúng không, CAH cộng HAB thì ghi nhầm, cái này chữ B là cộng HAB cộng với AHB bằng 180 độ. H BA để lại, HAB để lại luôn. Rồi. Còn AHB là 90. Rồi chúng ta rút ra góc HBA. À, lấy 180 thì 90 là 90. Trừ cho gì? Trừ cho HAB. Và đặt nó đây là số 2. Cái này là số 1. Mình thấy một là cái góc này nó bằng 90 trừ HAB, 2 cũng vậy, CAD với HAB bằng nhau. Từ 1 và 2. Mình suy ra CAD bằng HBA cùng bằng 90 độ. Ngoài cùng bằng 90 trừ HAB. Rồi bây giờ mình phải test hai tam giác để nó đồng dạng với nhau. Đó là tam giác
A, C, D và tam giác B, H2. Đó. Rồi, A, C, D với B, H2. Nãy hai góc vuông đâu. Rồi, có A, C, D, A, C, D là 90. Rồi, B, H, A là trên đây nè. Cả hai này cùng bằng nhau, cùng bằng 90 độ. Đều là chứng minh trên. Rồi, CAD với HBA. CAD với HBA bằng nhau. Chứng minh trên. Vậy chúng ta sẽ suy ra được hai tam giác này đồng dạng nhau theo trường hợp là góc gọn. Đấy. Vậy chúng ta dùng cái cặp cạnh liên quan đến CD. À, CD thì mình sẽ chia cho DC đi. Mình sẽ chia cho AH. À, thì đây mình cũng phải dùng AC thì AC chia cho BH. Đó là cùng bằng tỷ số đồng dạng. Rồi, mình rút ra cái này nãy đầu tiên số 1, không này là 2, 3. 2, 3, vậy nè, 2, 3 nhé. Rồi, đặt này là 4. Đây chưa, 4, mình sẽ rút ra nè. Cái số 1 mình là cái này nè. Để gần đây cho dễ hiểu. Không, thấy có AH chia BH không? Tức là mình rút ra là DC dục số AC bằng AH chia BH. Đây là số 4. Thì từ 1 giờ 4 bắt đầu qua. Được không? Từ 1 giờ 4. Chia ra AC chia cho AB. DC chia cho AC. Cùng bằng AH chia cho BH. Rồi từ đây nhân chéo qua. AC nhân AC là AC bình bằng AB nhân BC. Rồi xong. Là chúng ta hoàn thành được câu A. Được ha. Giờ chúng ta sẽ đi vào câu B. B thế nào? Chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác DHC. AHB đồng dạng với DHC. AHB đây. DHC. Quá dễ. AHB với DHC câu này dễ nè. Vì sao biết không? Hai tam giác này đối đỉnh góc H và nó có một góc bằng nhau. Đó là solectron. Hiểu không? Sao lại trong hai này mình có hai tam giác kia đồng dạng luôn, mình có hai tam giác kia đồng dạng hai góc tương ứng cũng được, hay là sao lại trong cũng được, dùng sao lại trong đi lúc này nè, vào góc này ở vị trí sao lại trong. Rồi hiểu này ha, này đưa cái này trước đây. Chúng ta sẽ dùng sao lên trong để hai tam giác đồng dạng theo trường hợp góc góc. Rồi, chúng ta đi vào câu B. Thế nào? Đó. Câu B này. Rồi, ta xét hai tam giác đó đúng không? Thì ta có. Ta xét hai đường thẳng. A, CD, AB và CD. Có. AB, CD song song nhé. AB, CD và AB đi. CD song song với AB là giả thiết cho các bạn.
Rồi, có một cái cặp góc ở vị trí sau lên trong. Đó là góc HCD và HBA. HCD và HBA. Hai góc này ở vị trí sau lên trong. Cho nên hai góc này sẽ bằng nhau. Hiểu không? Hai góc này bằng nhau. Theo trường hợp là hai cái này là tính chất của hai đường thẳng song song. Rồi mình sẽ dùng các hai cái tam giác này AHB và HBC có hai góc này bằng nhau là đối đỉnh, hay là chứng minh trên là hai góc đối đỉnh là CHD, và BHA, BHA là đối đỉnh. Rồi thì chúng ta sẽ suy ra được hai góc đối đỉnh bằng nhau và hai cái kia bằng nhau. Đây là xét thì suy ra hai tam giác này sẽ đồng diện với nhau khi trường hợp góc đó. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu B. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu C. C là rồi IK là lần là trung điểm của AB, I là trung điểm AB, K là trung điểm CD. Những gì bạn hiểu không? Tự nhiên hai tam giác đó đồng dạng, nó cho hai cái trung điểm của hai tam giác đó trên đó là thế nào cũng dùng đồng dạng con. Cái bài này cũng dễ, biết cái cách là làm được liền. I trung điểm của AB, rồi G là trung điểm, K là trung điểm của CD. Và chứng minh IHK thẳng hàng. Và chứng minh IHK thẳng hàng. Hàng thì mình cho lên đúc. Thì bài này dễ khó nha. Rồi, chúng mình đi HK thẳng hàng. Rồi, làm sao chúng mình đi HK thẳng hàng đây? Thì gặp cái bài, cái câu B nó cho đồng dạng, nó cho hai trung điểm là thế nào dùng đồng dạng con. Tức là mình thu ngắn lại. Hai giá đó đồng dạng là đúng không? Mình lập cái tỷ số ra, mình dùng CD với CH. Rồi mình dùng BA với BH. Mình rút ngắn lại CD bằng 2CK. Còn BA rút ngắn lại là 2B. Vậy mình sẽ được hai tam giác đồng dạng mới, đó là đồng dạng con, đó là H tức là HCK với HB đồng dạng, đúng không? Hai miếng là đồng dạng được chưa? Thì hai cái góc là KHC với IHB là bằng nhau, đúng chưa? Hai góc này bằng nhau đó. Thì hai góc này bằng nhau thì chúng ta sẽ suy ra được đó là nó đối đỉnh ha. Nó đối đỉnh tức là sao, tức là chúng ta có thể thay đi thì giờ, tức là chúng ta dùng góc CH I cộng với IHB, mà IHB nó bằng là KHC đó, mà CHI mình hiểu không? Thế nè, tức là chúng ta cần chứng minh cái góc KHI là 180, mà KHI chúng ta tách thành là KHC, hiểu không? Cộng với CHI, mà KHC á, KHC chúng ta thay bằng IHB đó, mà CHI IHB cộng lại 180 thì góc này là góc bẹt, cho nên hai góc này là kề bù, cho nên nó sẽ thẳng hàng, hiểu không? Rồi đơn giản vậy thôi đó, cũng dễ có nha. Là em cần phải chứng minh hai góc này bằng nhau. Cùng đi vào bài điểm đó nè. À.
Và nó là cái góc này bây giờ đó. Để cho đó mình phải ghép với cái góc từ bên ngoài rồi ta vào cái chỗ này. Thì ta có là K đúng không? Y Y trước không? Y là trung điểm của AB giả tuyến. Đó, mình sẽ suy ra được đó là A quận thúc đúng không? Là AB với hai là BI. Đó là tính chất. Rồi tiếp theo K là trung điểm của CD giả thiết. Đó, chia ra là CK sẽ bằng CD hay là CK là tính chất. Và mình có hai cái tam giác này làm dạng với nhau. Ở câu B mình sẽ suy ra được hai góc tương ứng nó bằng nhau. À, chúng ta có hai góc và ta suy cận cạnh đi. Đó là dùng CD với CH được không? Với AH với AB. Như vậy ở đây chúng ta dùng AH. À, chúng ta dùng là BH thì chia cho CH. À, chúng ta dùng là AB chia cho CD. Đó là tính chất là cùng bằng tỷ số đồng vậy đó. Và chúng ta thay vô BH chia CH AB ra là 2BI còn CD đó là bằng 2CK B nè AB bằng 2BI và CD bằng 2CK chứng minh trên. Rồi mình rút gọn cho hai à, bỏ hai này đi bỏ hai này đi thì là BH không chia cái đó để chúng ta được hai cái tam giác đồng dạng đúng không, tức là chúng ta lấy BH chia cho CH đó tương ứng đó. Rồi bây giờ này chúng ta có hai cái góc B với C nó bằng nhau đó để tôi thu ngang lại B với C nó bằng nhau đó. B, C, H, C, C. Đó là có hai góc này bằng nhau. Chứng minh trên. H, C, D chúng ta ghi này, ghi ngược lại. H, C, D. Rồi, H, B, A đó. Chúng ta rút ngắn lại là H, B, I thôi. H, B, I thôi. Còn H, C, D chúng ta rút ngắn lại H, C, K thôi. Vì y thuộc AB. Vì y thuộc AB. K thuộc CD. Rồi chúng ta sẽ xét hai tam giác HBI. HBI. Và HCK. Đó. HBI và HCK gặp góc bằng nhau và gặp cạnh tỷ lệ tức là BH chia cho CH kẹp giữa các cạnh đó là hiểu không? BI chia cho CK thì chúng ta sẽ suy ra được hai tam giác này sẽ đồng dạng theo trường hợp là cạnh góc cạnh đồng dạng theo trường hợp cạnh góc cạnh thì chúng ta sẽ suy ra được hai góc tương ứng bằng nhau đó là góc BHI và góc CHK à, hai góc tương ứng. À, thì đó chúng ta hiểu không? Ta phải cộng hai vế cho
hai góc này bằng nhau thì cũng là được phép cộng hai vế cho một góc nữa, đó là CHI. Chúng ta cộng vô đây CHI là CHI, thì bên này chúng ta cũng cộng CHI. CHK nè, CHK với CHI là không biết, nhưng mà BHI với CHI nè, BHI với CHI là hai góc nét liền, cho nên ở đây hai góc này là trăm cộng lại 180 độ à, bởi vì hai góc này nó kề bù đúng không, vì BHI và CHI kề bù à, cho nên mình suy ra mình ghi ngược lại ha, hai góc này cộng lại 180, cho nên mình phải suy ra hai cái góc này cũng kề bù. Được chưa? Bây giờ nói chung cái điểm H và kề bù thì suy ra y thắt k hẳn hẹn. Rồi, điều này chứng minh chúng ta hoàn thành cái đề này. Hiểu ha? Rồi, hai bạn có thắc mắc cái gì không? Mắc gì đúng không?